Nga Ngọc, ngươi đúng là tên tên hát xì, có mổ thế mà đã cảm lạnh rồi, đúng là phế vật không hơn không kém. Ngươi còn muốn chơi đến bao giờ? Ta vẫn chết cống ở đây thì ngươi có thể thừa kế toàn bộ sản nghiệp của Nguyễn gia rồi còn gì. Đúng là ta muốn thừa kế gia nghiệp, nhưng ta cần phải giữ cái mạng chó của huynh lại để nhìn huynh gian sinh thảm thiết chứ. Thôi ta về đây, ở đây lâu bị ca ca truyền nhiễm bệnh dẹo thì chết, còn đám nhiều lời cút ngay cho ta. Đây là 163, thiếu gia bị nhị thiếu gia đuổi khỏi phòng, câm miệng. Ta bị cảm lạnh rồi, ngươi ra ngoài mua lấy thang thuốc giảm giải cảm về đây cho ta. Tôi thấy sắc mặt của thiếu gia hồng hào rạng rỡ thế này mà nhìn có giống bị cảm đâu. Ta bảo cảm là cảm, đi nhanh lên đừng có nhiều lời. Hắc xì, hắc xì, tam thiếu gia quá đáng thật đấy, thấy ngài yếu đuối nhu nhược cứ đem ra bắt nạt đến nỗi bẹp ví trên giường thế này. Nếu mà Thành ở đây thì tốt biết mấy. Thành ca lợi hại lắm hả? Đương nhiên rồi, hắn là cao thủ giang hồ đó, không cho người bắt nạt A Đường của ta. Nếu A Thành ở đây, bảo đảm hắn sẽ tẩn cho tên Nguyễn Ngọc kia một trận lên bờ xuống ruộng. Dạ đại ca. Nhưng hắn lại là một cao thủ sợ người lạ, không biết bây giờ hắn thế nào. Màn thầu vừa khô vừa cứng, xích thì chết nghẹn. Ngươi nhìn rõ không đấy, có thật là trên người hắn thủ khóa vàng không? Đúng vậy, lại còn là một cái khóa vàng giá trị vô cùng lớn. Thời cơ đến rồi, sau hôm nay chúng ta sẽ đổi đời. Đây là rượu mới ra lò của quán chúng ta, khách quan nếm thử xem mùi vị thế nào ạ. Ta không biết uống rượu. Hắn điêu đấy, trên đời này làm gì có nam tử hán nào không biết uống rượu. Ta thấy hắn vừa vào đây đã chọn ngay chiếc bàn trong góc, có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ, chứng tỏ tính cảnh giác siêu cao. Ta tiếp xúc với tỷ tỷ người rồi, vừa nhìn là biết hắn là cao thủ lão làng, trà trộn vào giang hồ nhiều năm nay. Ngoài giờ rượu này, tiệm của chúng tôi còn có món thịt bò ngon sốt tiêu đen. Khách quan có muốn nếm thử không ạ? Ta không có tiền, đây đều là thức ăn đồ uống miễn phí quán chúng tôi tặng cho khách quan đấy ạ. Này, tặng ngươi có căn dặn của A Đường, ta tự tay hạ bút thôi. Sau này nếu tiếp xúc với ai mà ngươi không biết phải cư xử thế nào cho phải thì cứ cuốn này mà xem nhé. Nếu tự dưng có người vô duyên vô cớ đòi tốt với ngươi thì chắc chắn là người xấu. Ta không ăn đâu.
Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Giao khóa vàng ra rồi ta tha chết cho ngươi. Chích trong chân hai căn dặn của A Đường: người không đánh ta, ta không đánh người, người đánh ta một cước không nói nhiều. Xích thì quên cả tiền cà. Nhớ không được cả thừa, không được cả thừa. Giá của một bình trà là 5 văn tiền. Nga Thành, ngươi có muốn xem ảnh của Đường Mềm không? Muốn chứ? Tác giả: đây là bức ảnh xuất sắc nhất của Đường Mềm. Cầm lấy giữ gìn cẩn thận đó, biết chưa? Các bạn đừng quên. Sao bên trong nhiều người thế này? Mình phải làm gì bây giờ? Ai đi mấy dặm xa xôi mới tìm được một nơi tá túc qua đêm? Tại sao mình phải rén chứ? Mình có những lời căn dặn của A Đường rồi, mà sợ gì chứ? Sao nó cứ nhìn chằm chằm mình như vậy? Nó là người xấu sao? Sao người này lại phải bọc kín mặt vậy hả? Hắn là người xấu sao? Không gian lắng động. Chỉ cần đi qua một ngọn núi nữa thôi là đến Dương Thành. Tao có thể trả lại chiếc khóa vàng này cho A Đường rồi. Hắc xì, mẫu thân, hài nhi lạnh quá. Chỗ củi này nhìn rõ, nhiều mà sắp cháy hết rồi. Để ta đi chặt mấy cành khô về đây. Bây giờ bên ngoài kia toàn là hùm cọp đó chàng. Chàng đừng đi. Không sao đâu, cẩn thận chút là được. Ta không thể nhìn cảnh hai mẹ con nàng chịu cống ở đây được. Nhưng nếu chàng gặp mệnh hệ gì thì hai mẹ con thiếp phải làm sao? Cha ơi, cha đừng đi nữa. Hài nhi xoa xoa hai tay như này là không cống nữa rồi. Ca ca, huynh đợi chút. Ca ca có muốn ăn khoai lang nướng không ạ? Cái nhà lá vườn của nhà bụi đó ngọt lắm luôn. Nếu thành ca ca là người tâm địa lương thiện, võ công cao cường thì thiếu gia cần gì lo lắng thái quá như vậy? Mà sao mấy thiếu gia không dẫn hắn về cùng? A Thành sợ người không thích tiếp xúc với người lạ. Ta nghĩ hắn sẽ không vì ta mà rời xa địa bàn an toàn của mình đâu. Lạ à nha, nếu Thành ca ca sợ người lạ, sao quên ấy lại cứu thiếu gia chứ? Bởi vì ca ca không phải người chứ sao? Ca ca, ta lại đến thăm huynh rồi đây. Ngươi không có nơi để về à? Ngài béo nào cũng như âm binh ám ta vậy hả? Phụ thân biết huynh mắc bệnh, ta đặc biệt dặn dò để đến đưa thuốc cho huynh. Ta không uống, ai mà biết có bỏ độc vào đấy hay không.
Thế giờ quân yên tâm uống được chưa? Chén này bị ngươi uống dở rồi, ta không muốn uống nữa. Thừa, ta vừa thu thập được một tin tức có liên quan đến quân ấy. Nếu quân muốn biết thì uống hết chén thuốc này đi. Uống xong rồi đấy, có gì thì nói nhanh, đi rồi lăn ra chỗ khác. Có mắm chuyện gì mà nói, ta lừa huynh đấy. Con tim mong manh của ta, tức cái lồng ngực, tiêu hết cái hóa vàng của mẫu thân để lại cho ta đâu rồi, mau cầm nó ra đây cho ta. Ta cần nhìn nó để lấy lại bình tĩnh. Dạ, thiếu gia giữ hóa vàng trên người suốt mà. Lúc ngươi thu dọn hành lý cho ta, không nhìn thấy cái hóa vàng trong tủ đồ nhà A Thành à? Thiếu gia, có gì với ta đâu. Vậy ngày mai ta sẽ chạy qua nhà Thành ca, cái đó quý lắm đấy. Nhỡ bị hắn cũ mất thì thoát thân thì sao? Ăn nói dớ dẫn, A Thành của ta không có hạng người như thế. Ca ca, cầm lấy đi à. Ủi, mũi mỏi tay quá rồi. Đa tạ. Mẫu thân, có nghe thấy không ạ? Ca ca vừa cảm ơn con kìa. Tiểu huynh đệ, nếu thấy không đủ thì cứ tự nhiên đến lấy ăn nha, chỗ ta còn nhiều lắm. Tiểu huynh đệ có muốn đến ngồi cùng chúng tôi không? Đến ngồi cùng cho ấm. À, đừng nói đúng, thế giới bên ngoài mọi người không đáng sợ như ta nghĩ. Cứ hãy mạnh dạn tiếp bước, thế nào cũng sẽ gặp được những con người khiến ngươi ấm lòng. Đại ca, chính là hắn. Đây chính là tên lông xám đã đánh bọn đệ. Đã thế, hắn còn dùng 500 tiền để sỉ nhục bọn đệ nữa. Chị, ta còn tưởng là cao thủ phương nào. Thì ra là một tên tiểu tử lông tóc khác người. Tiểu tử đó giao cho các ngươi xử lý. Ta sẽ giải quyết vị tiểu nương từ bên cạnh hắn. Cầu xin các vị đại hiệp tha cho thê tử của ta. A Đường từng nói với ta, không được ức hiếp phái yếu. Thằng nhóc nói lắp này, đang dạy đời chúng ta đấy hả? Trước khi bước ra đường, không ngang ngóng xem tiếng tăm của Bạch Hổ chạy bọn ta đây, gian danh giang hồ. Đại ca có nhìn thấy vết bớt trên mặt hắn không? Nói thừa, tao có mù đâu à. Chết rồi, đại ca ơi, chúng ta đắc tội với đạo tặc rồi, rút thôi. Chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi, nhớ hắn ta, nhớ hắn ta. Vậy là vừa cứu mạng chúng ta đó, sao ta lại có thể hay vong ân phụ nghĩa như thế chứ? Nói không chừng hắn đã rửa tay gắt kiếm từ lâu rồi. Cho ta hỏi một chút. Ngươi nói đi, đạo tặc là cái gì? Nửa tháng sau, tiểu nhân đã đến tìm Thành ca mấy lần rồi nhưng không thấy bóng dáng của huynh ấy đâu. Tôi dám chắc là hắn đã cầm đồ của thiếu gia cao chạy xa bay rồi. Cứ cho là hắn cầm hóa vàng trả lại thiếu gia. Đường từ trên núi đến Dương Thành làm gì đi lâu như thế? Ngươi đừng có nghĩ A Thành xấu xa như thế, nhỡ hắn lạc đường thì sao?
Làm vậy có những người bình thường nào lạc lâu như thế? Nếu hắn có cười rùa thì cũng cười rùa thì cũng không phải đi chậm như thế này được. Tiểu nhân đinh ninh hắn đã cầm vàng cao chạy xa bay rồi. Nhiều người nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành nhân hậu nhưng lại ôm đầy ấp tâm xấu xa. Thiếu gia ngàn dặn là đừng để hắn lừa. Ngươi có muốn ăn nạn không hả? Tiểu nhân không nói nữa là được chứ gì. Chuyện về chiếc khóa vàng, ta sẽ nghĩ cách sau. Việc mà ngươi phải làm lúc này là giữ bí mật cho ta. Vì ngày mai là sinh thần của ta rồi. Nếu để cha biết chuyện ta làm mất khóa vàng, chỉ sợ ta sẽ phải ăn no đòn của người. Thiếu ất chờ ngươi đi ra tiệm vàng một chuyến. Dạ, thiếu gia muốn làm một cái y chang sao? Đúng thế, cứ tạm qua mắt mọi người trước đã. Thỏi vàng này chẳng tinh tế gì cả, lấy nó đúc thành khóa vàng còn không đẹp bằng một nửa của cái trước. Cần gì làm quá lên đi, chỉ cần lấy nó ứng phó với phụ thân là được rồi. Đây chẳng phải là nhị Nguyễn thiếu gia Nguyễn Đường sao? Chết rồi, sao tên thế tử này lại ở đây? Thật không ngờ bị ta đập gãy hai chân dứt trên núi mà vẫn còn sống tốt thế này. Mạng của ngươi cũng lớn thật đấy. Thế tử nhận nhầm người rồi, ta là Nguyễn Thiết, huynh đệ song sinh của Nguyễn Đường. Ba huynh đệ Nguyễn gia, chỉ có Nguyễn Đường là có mùi phấn son trên người, ngươi còn dám chối. Xem ra ngươi ở trong nhà dưỡng thương cũng khỏe khoắn trông thấy da dẻ lại hồng hào, non mềm hơn nhiều. Các ngươi lâu hắn về phủ cho ta. Rõ. Cứu với thế tử giữa thanh thiên bạch nhật bắt cóc người ta. Tiểu ất mau chạy về báo phủ, phủ báo cho cha ta nhanh lên. Ngươi nhìn đi, mọi người còn chẳng dám ho he đố tên nào ra mặt cứu ngươi đấy. Dương Thành là địa bàn của ta, không ai dám đắc tội với ta đâu, bao gồm cả cha ngươi nữa. Ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ có một ngày ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Thật không ngờ một thằng què quặt yếu xìu như vậy mà dám mạnh miệng uy hiếp bổn vương. Tên điêu dân nào dám to gan đánh úp bổn vương hả? Chán sống rồi à. Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân chẳng có gì mới mẻ cả, nhưng lại là mẹ tác giả chưa khắc họa được vẻ đẹp trai của A Thành. Độc giả mà thả cho mẹ liếc mới lạ. Chuyện gì thế này? Sao A Thành lại ở Dương Thành? Thứ lỗi cho ta đến muộn. Ta đưa ngươi rời khỏi nơi này. Vị thiếu hiệp này, ngươi có chắc sẽ đánh bại đám hộ vệ này không? Lúc nào rồi mà ngươi còn khoe khoang ha? Điêu dân to gan, ngoan ngoãn thả người ra, ta sẽ bảo toàn tính mạng cho ngươi. Trong tay ngươi không một tấc sắt, lại còn bận ôm ta, làm sao mà phá vỡ vòng dây được cứu ta được? Cứ cho là cứu được ta ra, thì thế tử cũng sẽ chĩa mũi nhọn vào Nguyễn gia. Ngươi thả ta xuống đi, ta không muốn liên lụy ngươi và người nhà của ta.
A Thành vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Hắn chán sống rồi à? Ai nói ta sẽ cứu ngươi? Ta chỉ muốn đưa ngươi về làm áp trại phu nhân của ta thôi. Áp trại phu nhân? Từ từ, A Thành không nói lắp nữa kìa. Lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Bình tĩnh lại đi, có chuyện gì từ từ nói. Nhị thiếu gia đang đi dạo phố thì bị bắt gặp thế tử. Lão gia mau phái người đi cứu nhị thiếu gia đi ạ. À. Dạ. Lần nào chúng ta cũng dùng tiền cầu xin thế tử thả ca ca, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Cha tưởng lần này chỉ cần nộp bảo vật lên là thế tử thì sẽ cứu được ca ca sao? Thế tử ở Dương Thành một tay che trời, không ai dám đắc tội. Chúng ta chỉ là một con buôn bình thường, còn cách nào khác đâu. Chúng ta vừa mới dựng chân ở đây, không thể làm thế tử trước mắt được. Lão gia, chúng ta đến nơi rồi ạ. Xuống xe thôi, lần này dù phải quỳ gối ta cũng phải cứu A Đường về. Chuyện gì thế này? Không thấy nhị thiếu gia đâu ạ. À. Cái bản mặt của tên thế tử không để ai vào mắt của kia, giờ lại sinh dụ như đầu heo. Đúng là đã đời. Không biết vị anh hùng hảo hán nào đã thay ta thực hiện ước nguyện từ lâu của mình. Ngươi đến trễ rồi, tiếc thật đấy. Ngươi không được chứng kiến màn đại chiến của đạo tặc với đám hộ vệ của thế tử đâu. Tên đạo tặc đó chỉ dùng một cái nạng mà đập cho mấy tên hộ vệ này đái ra quần, nằm đạp trên đất còn gọi cha gọi mẹ. Sau đó hắn ôm Nguyễn Thiếu Gia biến mất, còn nói đem Nguyễn Đường về làm áp cả phu nhân cho hắn. Tên đạo tặc này mù rồi à, không nhìn ra ca ca của ta là nam nhân hay sao? A Thành tiết lộ thân phận giả danh đạo tặc cướp ta về là muốn người thân của ta tránh khỏi hiểm nghi sao? Đúng thế, nhưng ngươi cũng phải cần phải giữa đường giữa chợ tuyên bố đưa ta về làm áp trại phu nhân. Áp trại phu nhân là từ không hay. Không ngờ mới có một tháng ngắn ngủi mà ngươi đã học được mấy thứ hay rồi nè. Ta phạt ngươi trở về chép 100 lần cuốn lời căn dặn của A Đường. Nhưng mà sao mặt ngươi lại đỏ lên thế kia? Ta tức đỏ mặt chứ sao? A Thành, ai dạy ngươi mấy thứ này vậy? Trên đường đi tìm người, ta gặp được một số người, một số chuyện. Ta nghe bọn họ nói về cường đạo. Từ đó ta mới biết tại sao mọi người lại hận ta, sợ ta. A Đường, ngươi có sợ đạo tặc không? Sợ chứ. Thật không ngờ A Đường với mấy người đó giống nhau. Ê, chẳng phải đây là chiếc khóa vàng ta làm rơi ở nhà ngươi sao? Lần này ta đến tìm ngươi là muốn trả nó lại cho ngươi. Ngươi đến tìm ta chỉ vì để trả khóa vàng cho ta thôi sao? Đúng thế, không còn có chuyện khác nữa à? Chuyện chép phạt lời căn dặn của A Đường chắc phải mất khá nhiều thời gian, đợi ta chép xong sẽ đến tìm A Đường. A Thành, ngươi ngốc thật đấy,
Một tháng không gặp A Thành có nhớ ta không? Trong mắt ta, A Thành không phải là đạo tặc mà là người tốt với ta nhất trong thiên hạ. Đợi chân ta khỏi rồi, ta cho mấy kẻ dám dèm pha ngươi một bài học. Nguyễn Phủ, sao rồi, có kết quả gì chưa? Hà Nhi đã mời tất cả cao thủ trong thành nhưng không ai dám đi hát dân trại. Ta cũng vừa đi báo quan, bọn họ vừa nghe Đường Nhi bị bà đạo tặc hắc chân trại bắt liền đuổi ta ra ngoài. Đạo tặc của hắc chân trại nổi tiếng tàn nhẫn, Đường Nhi lần này lành ít dữ nhiều. Huynh ấy mạng lớn lắm, cha đừng có rủa huynh ấy. Sương phòng của ta ở phía trước kia kìa. A Thành, ngươi cứ đi thẳng là được. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Để con bấm đuôi bọn họ xem sao. Đứng lại. A Thành, ngươi đưa ta về nhà rồi đi luôn đấy. Ngươi không muốn ở lại chơi với ta vài ngày sao? Ta sợ người nhà của A Đường sẽ phát hiện ra thân phận của ta. Cái này đơn giản, ta đã có cao che khuyết điểm. Cao che khuyết điểm là gì? Cao che khuyết điểm là bảo bối của ta mới chế tạo ra, dùng để che khuyết điểm trên mặt. Độ che phủ còn cao hơn mấy loại phấn bình thường mà nhìn rất tự nhiên. Da ngươi thuộc tông da màu trắng, màu này rất hợp với tông da của ngươi. Thoa xong rồi, A Thành, ngươi soi gương đi. Thần kỳ thật đấy, vết bớt biến mất rồi này. A Đường thật lợi hại. Người khác đều nói ta chỉ chế tạo mấy thứ dễ dẫn, chỉ có ngươi là khen ta lợi hại thôi. Ta đi gặp cha để báo bình an trước. Ngươi cứ ở đây đợi ta về nha. Quynh à không, áp trại phu nhân về lại giảm lại mặt đấy à. Ngươi đứng ở đây từ bao giờ ha? Từ lúc Quynh được một người lạ mặt ôm về phòng. Ngươi là ai? Ngươi với ca ca ta là gì của nhau? Hả? Sao trước ngực của A Thành ướt thế Người này hung hăng quá, xem ra người thân của A Đường không quan nên ta đến đây. A Đường, ta về đây. Cái gì cơ? Ngươi với ca ca của ta quen biết nhau lâu chưa? Mở mồm ra gọi A Đường, nghe thân thiết thật đấy. Ta muốn đi, ngươi tưởng Nguyễn gia nhà ta để một gian tặc cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ta đến trễ rồi. Đường Nhi, Ngọc Nhi, các con có sao không? Ngươi là ai? Nửa đêm canh ba lại mò vào Nguyễn phủ của nhà ta. Lần này xong rồi, ngươi không nên đến cũng đã đến rồi. A Thành, ngươi lui về sau đi. Ngươi nói chuyện còn ấp úng để ta giải thích giúp ngươi. Các vị, người này chính là ân nhân cứu mạng của ta, hắn đã giả danh đạo tặc cứu ta khỏi tên thái tử tử đó. Vừa gặp huynh, ta đã cảm nhận được khí thế anh hùng chữ nghĩa bất phàm toát ra từ trong con người của huynh. Chắc anh hùng cũng đói rồi, nào, huynh cứ ăn tự nhiên nhé. Đa tạ. Vừa rồi lão phu đã đắc tội với anh hùng,
có chỗ nào chưa tốt, mong anh hùng lượng thứ. Lão phu kính ngươi một ly. Ta không biết uống rượu, tiếc thế, ta mang hẳn loại rượu ngon nhất trong phủ ra đó. Rượu ngon. Chơi, đây có phải là rượu Thanh Mai của con Ngâm không à? Chính nó. Rượu này có ngủ hơn một năm rồi đó, thế mà cha vẫn chưa uống hết. Năm nay đường như chưa ủ giò nào, ta không đã uống hết. Đây là rượu tự tay A Đường ngâm. Có gì mà không nỡ đâu à. Nếu biết cha thích rượu, con ngâm, con sẽ ngâm thêm vài giò nữa. Được. Mỹ nhân say rượu nồng, rượu đôi mắt thu thủy, thật là một vẻ đẹp đắm say lòng người. Nhìn nó thành như thế, làm mình muốn. Mà vừa bảo không biết uống rượu, giờ lại lén lúc uống cạn chén luôn. Tao muốn thử xem có vị gì. Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Anh Hùng ăn mấy món này đi. Ta đã giúp Quynh gỡ hết xương cá ra rồi đó. Trước mặt cha, ngươi sẽ lỡ lấy lòng A Thành. Bây giờ nhìn thấy ta an toàn trở về, chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ? Quynh trở về thì sao? Ta còn đang muốn cười khổ thay Quynh. Chỉ sợ sau này, Quynh không dám ra ngoài nữa bước. Ngày ngày chỉ biết ru rú ở trong sương phòng như một tiểu thư khuê các. Ca ca thối. Lần này ta phải cẩn thận từng chút một, từ từ dịch qua đó. Ta còn lạ gì Quynh? Quynh định lấy bánh xe cán chân ta chứ có bản lĩnh thì Quynh đứng lên đánh ta đi. Một khắc ta cũng không muốn nhìn Quynh nhìn mặt cái tên đệ thối này. Tao mệt rồi. A Thành, đưa ta về phòng nghỉ ngơi đi. Không được, cha phải uống với anh Hùng mấy chén nữa. Để Nguyễn Ngọc đưa con về cũng được. Không, không được. A Đường muốn ta đưa hắn về. A Đường, ta đưa ngươi về. A Thành, sao mặt cứ đỏ thế này? Ngươi uống say rồi à? Say, say là cái gì? Cha, người đã cho hắn uống bao nhiêu chén thế? Ai mà ngờ hắn uống một lèo hết cả giò rượu Thanh Mai của ta luôn. Thiếu gia, để ta đưa Thành ca về phòng khách cho. Không phải cần đưa hắn về phòng của ta. Sao thế được? Thiếu gia, đưa giường Quynh ấy. Thế ngài ngủ ở đâu? Ơ hay, giường của ta lớn như thế, hai người ngủ còn sợ chật chứ. Bộ y phục này vừa mới may xong, vừa khéo cho Thành ca mặc luôn. Được, cứ cứ để đó rồi ra ngoài đi. Chân thiếu gia không tiện đi lại, để tiểu bác thay cho Quynh ấy cũng được. Thay bộ quần áo thôi mà, có gì khó khăn đâu. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Ôi trời, thiếu gia có biết mình đang nói gì không ha? Từ nhỏ, thiếu gia đã có cuộc sống an nhàn, chẳng phải đụng chân đụng tay vào việc gì. Biến nhát đứng dậy cũng phải có người đi hộ. Tiểu hắc, ta không biết đi dậy. Cảm động quá đi mất, thiếu gia trưởng thành thật rồi, ngài biết quan tâm ta rồi. Đa tạ thiếu gia quan tâm, tiểu ất xin cáo lui.
Tốt quá rồi, cuối cùng cũng không ai làm phiền ta và A Thành nữa. A Thành uống rượu vào, cái tay chân cũng nóng hừng hực. Trông hắn ngủ thật là ngoan, ai gặp cũng không kiềm chế nổi. Hiếm khi hắn ngủ say thế này. Cuối cùng ta cũng có cơ hội làm việc muốn làm với hắn từ lâu rồi. Cảm giác bông bông mềm mềm này đúng như trong tưởng tượng, sợ thích thật đấy. Kỳ lạ thật, sao càng sợ nó càng thấy giống. Con to gan nhà mình thế vậy? Nhắc đến to gan, A Thành với nó cũng có vài điểm giống nhau. To gan có vẻ là ngoài dữ dằn, từ nhỏ nó bị chủ nhân nhất ở bên đường lớn, hàng xóm láng giềng gần nó vừa sợ nó vừa ghét nó. Trong con chó này ác quá, chắc chắn nó đã cắn con của ta. Loại chó như này không thể để nó lông nhông ở ngoài đường được. Cút đi, con chó xấu xí này, đừng có đi theo ta nữa. Xua quẩy chết đi được. Con chó quan này bị ta nhốt trong nhà mấy ngày không cho ăn uống gì. Hay lắm, đợi nó chết đói, chúng ta có thể ăn thịt chó rồi. Cha ta là đại gia của Long Dương Thành, các ngươi còn muốn sống thì thả nó ra cho ta. Dạ. Cúng con, thưởng cho ngươi cái đùi gà này. Nếu thiếu thì gia mua thêm cho ngươi cái nữa. Dở nó cắn ngươi thì sao? Thiếu gia cứ mặc kệ đi ạ. À, các ngươi yên tâm, có ta ở đây nó sẽ không cắn ai đâu. Con chó xấu xí này dám cắn ta. Đáng đời, ai bảo ngươi bắt nạt ta cơ. Chỉ trách ta không bảo vệ to gan thật tốt, để Nguyễn Ngọc nhân cơ hội đuổi nó đi khỏi đây. À được, sao ngươi lại thở dài? À Thành, sao tự dưng ngươi lại chồm vậy thế hả? À được, đè lên tóc của ta, đau. Ta xin lỗi. À được, sao ngươi lại thở dài? À Thành, làm ta nhớ đến một con chó. Ấy, ta nhầm. Ý ta là lúc ta vuốt tóc ngươi, ta nhớ đến một con chó. À, không đúng, vuốt lông chó không thích bằng vuốt tóc của A Thành. Chết rồi, ta đang nói gì quá gì thế này. Ta vui lắm hả? Người nhà của A Đường đối xử với A Đường ta rất vui. Ngươi nhìn người kiểu gì thế? Cho ta chỉ đối tốt với ta trước mặt người ngoài thôi, còn lúc chỉ có hai người ông ấy giữ khủng khiếp. Cả thằng nhóc đệ đệ thố kia nữa, cả ngày chỉ biết chọc giận ta thôi. Ta càng ngưỡng mộ A Thành hơn ấy, cứ tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Sống một mình có gì vui đâu chứ. Ngươi được ở cùng người thân của mình, có phúc mà không biết hưởng. Tao biết nhìn người lắm chứ, có ngươi là không phân biệt được tâm tư người khác thôi. Trông A Thành như kiểu chưa tỉnh rượu ấy vậy. Ngươi xem kìa, ngươi bị bắn là ta mà, sao ngươi lại chảy nước mắt rồi? À được, tao muốn gặp người thân của ta. Sáng sớm sao ta lại ngủ ở trên giường của A Đường thế này? Ngươi tỉnh rồi à?
Sao A Đường lại giả trang thành nữ nhân thế? Tôi muốn đưa A Thành đi gặp một người. Người này y thuật cao siêu, nó không chừng có thể chữa khỏi chứng mất trí nhớ của người đấy. Ta không muốn chữa. Tại sao? Chẳng nhẽ A Thành không muốn biết phụ mẫu của mình là ai ấy? Không muốn. Nếu phụ mẫu ta là người tốt thì ta đã không làm đạo tặc. A Thành sao thế vậy? Tốt quá, hắn còn vừa khóc lại vừa nói nhớ người nhà mà. Không biết thân thế của bản thân cũng chẳng sao cả. Sống một cuộc sống tốt là được. Quả nhiên A Thành rất để bụng cái danh đạo tặc của mình. Nếu đã như thế thì ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Gương mặt ít thế, không sợ lạnh sao? Tại sao ở đây lại có quyển lời căn dặn của A Đường? A Thành quên rồi. Tối qua ngươi cứ cố chấp chép phạt xong quyển này mới chịu đi ngủ. Ta đùa ngươi mà ngươi lại tưởng thật, ngươi chép phạt thật luôn. A Thành, có phải ngươi có tình ý với ta không? A Thành, đang yên đang lành, sao lại ho ra máu thế này? Ngươi nói mau, ngươi bị như thế nào, từ khi nào hả? Ngươi đừng lo, hãy cứ uống rượu là ta lại bị thế này. Đồ ngốc, làm gì có ai uống rượu mà rồi ho ra máu chứ? Mau thay y phục rồi đi gặp đại phu với ta. Tiệm thuốc. Thật không ngờ ngay cả vùng ngoại ô cũng dán thông báo truy nã A Thành. May mà ta cao tay, ở đây chưa có ai nhìn ra thân phận của A Thành. A Thành, ngươi thấy ta lợi hại không? Trời, không còn sống nữa, chúng ta vào trong thôi. Được. Tỷ tỷ của ta cứ uống rượu vào là ho ra máu. Đại phu xem rốt cuộc tỷ ấy mắc bệnh gì. Ta có lời muốn nói riêng với cô nương, mời cô nương theo ta. Dạ. Đại phu, tỷ tỷ của ta mắc bệnh gì vậy ạ? À? Tỷ tỷ của ngươi nhịp mạch rối loạn, bị nhiễm độc từ lâu, chỉ sợ không sống qua được năm nay. Đại phu đừng dọa ta. Ta ở với nàng nửa năm nay rồi, sức khỏe nàng ấy có gì bất thường đâu. Độc này có tên là phù sinh mộng, được chế tạo bởi độc nương tử. Người bị trúng độc sẽ mất trí nhớ, tuổi thọ không quá 2 năm. Người trúng độc uống phải rượu sẽ làm độc tính phát tác. Độc nương tử ở đâu? Ta phải đi tìm nàng ta. Nàng ấy chết rồi. Rồi, được rồi. Ta biết chân của con lành lặn rồi. Thế cha có đồng ý với con đi Tô Thành một chuyến đi ạ? À? Chân của con vừa lành, sao lại gấp rút đi Tô Thành làm gì? Ai, vì A Thành đó cha. A Thành làm sao thế? A Thành thích một cô nương, nhưng cô nương đó chê A Thành nói lắp, không chịu cho A Thành đến gần. A Thành cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, con không muốn chỉ vì nói lắp của hắn mà để lỡ chuyện cung thân đại sự của mình. Đúng đấy, thành thân là chuyện cả đời. Bây giờ ân nhân của con đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên con giúp hắn đúng không cha? Đúng rồi con, quân tử phải biết lấy ơn trả ơn. Vừa khéo con nghe nói Tô Thành có một thần y chuyên trị chứng nói lắp, mà không chỉ nói lắp đến bệnh câm còn chữa được. Cha hiểu rồi. Con đi đi.
Có A Thành ở bên cạnh bảo vệ con là cha yên tâm rồi. Cô nương đừng buồn, mặc dù độc nương tử không còn nữa nhưng bệnh của tỷ tỷ ngươi vẫn còn hy vọng cứu chữa, đại phu chỉ giáo ạ. Tô Thành danh y rất nhiều, trong nó cũng có rất nhiều danh y ở ẩn chuyện giải các loại kỳ độc, nếu cô nương kiên trì sẽ tìm được người có thể giải được độc này. Cảm tạ đại phu đã chỉ bảo. Hai chân của cô nương đang bị thương, không cần phải hành lễ với ta. Ngược lại hôm nay gặp cô nương làm lão phu nhớ đến lão gia của Nguyễn gia. Người mà đại phu nhắc đến có phải là Ngọc Thạch lão gia ở Dương Thành không ạ? Không sai. Lão gia vì tìm đứa con trai mất tích mà bị sói cắn trong thời gian dưỡng thương ở đây, ngày nào ngày ấy cũng nhắc đến về đứa con trai của mình mới chịu đi ngủ. Sau khi tìm được con trai, ngài ấy lại đến chỗ ta mua phương thuốc chữa chân mình từng uống. Lúc đi còn hành lễ với ta giống như cô nương vừa làm vậy. Thân phận luôn âm thầm bảo vệ ta mà ta lại tỏ thái độ ra mặt với người. A Thành nói đúng, ta là tên có phúc mà không biết hưởng. Ta có mắt như mù. Chơi, con yêu cha. Con về thu dọn hành lý đây ạ. À. Cha ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt cho nha. Đứa nhỏ này làm sao thế vậy? Hay là nó đang ám thị mình cho nó nhiều lộ phí chút? Đỡ đèn chi sao qua đường cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Tiểu Ất bảo cả tháng nay ngươi hay chạy đến chỗ Nguyễn Ngọc chơi, nói mau ngươi qua đó làm gì? Ta qua đó đọc sách. Ngươi đến chỗ hắn chỉ để đọc sách thôi à? Đúng thế. Cái gì mà hai ba người cho ăn vậy hả? Ta phát hiện đọc sách có thể trau dồi kiến thức, mở mang tầm nhìn. Ta còn đặc biệt mang mấy cuốn về cho A Đường học. A Thành, ngươi đúng là một tên đạo tặc đầy chất chính. Cậu Long nữa hả? A Đường, ta có thể xem hết chỗ này xong rồi mới đi Tô Thành được không? Hay thế ta có phải đợi ngươi thi đỗ trạng nguyên xong rồi mới đi không? Còn không mau thu dọn hành lý đi. Nhiều đồ ăn thế này ăn bao giờ mới hết? Người nhà của A Đường tốt chứ ngươi thật đấy. Đúng thế, cha ta chỉ sợ ta trên đường đi không có gì ăn, chất đầy đồ lên xe mới yên tâm. Ấy, thế mà thằng nhóc đại thối kia chỉ tặng ta có hai cuốn sách nhàu nát. À, Thành, dứt nó đi hộ ta nha. Lên đường bình an, để nối nghiệp cha, cái tên này kỳ quái quá. A Đường không mở ra đọc sao? Ta còn lạ gì tên đó, chắc chắn là hắn viết mấy lời mắng mỏ ta, đọc cho tức cái mình nè. Thế để ta đọc nha. Tùy ngươi. Ê.
Nguyễn Ngọc xé hết giấy ngay trong sách rồi, hắn nhét bao nhiêu ngân lượng vào đây. Đây chẳng phải là tiền lì xì cha cho bọn ta hay sao? Nhiều ngân lượng thế này, không biết A Ngọc gom góp bao nhiêu năm trời đây. Trước giờ nó nổi tiếng kẹt sĩ, thế mà lại cho ta nhiều thế này, chẳng lẽ hắn cũng giống như cha, khẩu xà tâm Phật. Lãi sức một tháng 2 lượng, chỗ này cho ca ca mượn tạm. Thằng nhóc thối tha, lúc nào cũng moi tiền của ta. A Đường đừng giận. Riêng ta lại thấy A Ngọc muốn dùng cách này để dặn A Đường sớm ngày trở về. Nếu nó quan tâm ta thật, sao lúc nào cũng chỉ biết chọc điên ta? Thiếu gia, chúng ta đến Lương Thành rồi ạ. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào thành tìm khách điếm qua đêm cũng được. Không cần đâu, thà ngủ trong miếu đổ nát còn hơn là vào Lương Thành. Tại sao A Đường không muốn vào Lương Thành? Ở đó không an toàn, vào đó nhỡ lại rước dạ vào thân. Thế quan phủ ở đó không làm gì sao? Quan phủ Lương Thành toàn lũ bù nhìn thôi. Mười hai năm trước, đại gia đình của Viên Quang Châu huyện quý kỳ vậy bị tàn sát thảm hại. Kể từ đó không ai dám nhận chức quan viên ở Lương Thành nữa. Nhưng hung thủ giết hại cả nhà quan viên đó đến nay vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai biết rốt cuộc hắn là ai. Quý kỳ vậy thật đáng thương, đang yên đang lành thì chịu kết cục thê thảm thế này, cả nhà chết thảm. Đứa trẻ duy nhất còn sống là Quý Kỳ Hoa Vũ, nhưng hiện tại không biết lưu lạc phương trời nào. Trước giờ ta cứ cảm giác A Thành thuộc dòng dõi danh môn quyền quý, không hề giống đạo tặc chút nào. Chẳng nhẽ hắn là Quý Kỳ Hoa mất Vũ mất tích từ lâu. Nếu A Thành là Quý Kỳ Hoa Vũ thật, giờ hắn quyết tin cả nhà chết thảm, hồi phục trí nhớ thì chẳng khác nào bảo hắn tìm cái chết. Mình đang đoán mò cái gì thế này? Trước mắt chuyện quan trọng nhất là nhanh chóng tìm ra thuốc giải cho A Thành. Ngoại ô Tô Thành. Sư phụ ăn sáng thôi. Con nó làm món bánh bao nhân đậu xanh, sư phụ thích ăn nhất đây ạ. Sư phụ không đói. Cứ ăn đi. Sư phụ đang xem cái gì thế? Qua, không ngờ tiệm thuốc của sư phụ mới khai trương được 1 tháng mà đã nhận được nhiều lời khen ngợi của bệnh nhân thế này. Không tồi. Không tồi nha, xem ra bách tính của Tô Thành rất tin tưởng y thuật của sư phụ. Để con xem bọn họ khen sư phụ thế nào. Lăng băm số 1 Tô Thành. Chẳng trách sư phụ đau lòng đến nỗi nuốt không trôi.